Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tuệ Nhi Anime. Ở diễn biến tập 23, trong lúc đám người Đường Tam Tạng đang nghỉ ngơi, thì từ trong ảo mộng của Tiểu Vũ đã bị tên Nguyên Thủy Ngọc Tôn xâm nhập nhằm thôn tính. Rất may Sa Ngộ Tĩnh cũng am hiểu loại pháp thuật này đã liên giúp Tiểu Vũ có thể thoát khỏi khống chế của tên kia. Đám người Đường Tam Tạng đã phát hiện và ngay lập tức công kích tên Nguyên Thủy Ngọc Tôn này. Nhưng thực lực của tên này quá sức khủng bố, chiến đấu đơn lẻ không thể nào chiến thắng được. Rất nhanh cả đám đã liên tục công kích, một chiêu cuối cùng của Đường Tam Tạng, ám hồn lui tán chú đã liền tiêu diệt được tên này. Rất may đây chỉ là nguyên thần chưa phải chân thân thực sự của hắn, bằng không cả đám cũng không hề dễ dàng xử lý như vậy. Chuyển sang trailer tập 24, sau một hồi nghỉ ngơi, đám người Đường Tam Tạng đã tiến vào con đường yêu quái đại đạo, Bạch Cốt Khô Lâu Quốc. Càng tiến vào sâu bên trong con đường, chương khí ngày càng dày đặc. Lúc này liền xuất hiện vô số sơn yêu, hướng phía bọn họ công kích. Cả đám phải liên tục tránh né và chiến đấu để bảo vệ Tiểu Vũ. Nhưng do số lượng của bọn chúng quá nhiều, cả đám dường như sắp không còn đủ sức lực chống đỡ. Rất may lúc này xuất hiện một vị tướng quân của vương quốc này phụng mệnh công chúa dẫn binh ứng cứu. Sau khi thoát được đám yêu quái kia, rất nhanh mọi người đã có mặt trong thành. Công chúa Điện Hạ cũng liền tới gặp đám người Đường Tam Tạng và chiêu đãi bọn họ hết sức nồng hậu. Ngỏ ý muốn Tam Tạng ở lại vương quốc của cô để giảng kinh cho người dân ở đây. Nhưng Đường Tam Tạng cũng chỉ dám nhận thành ý của công chúa vì bản thân lúc này còn phải thực hiện một việc trách nhiệm vô cùng nặng nề nên không thể ở lại lâu được. Nghe vậy công chúa cũng đành tạm thời chấp nhận và không nói gì thêm. Đang trong lúc đám chư bát giới, nhất hổ, ăn uống no say được các tỷ nữ phục vụ hết sức chu đáo, khiến bọn họ dần buông lỏng cảnh giác. Lúc này bên ngoài, Ngao Tuyết đang bị vô số người dân vây quanh nhưng trong bộ dạng đã mất đi thần trí như những thây ma không hồn. Tới đây thì cũng vừa hết trailer tập 24. Và rồi tiếp theo đám người Đường Tam Tạng sẽ thoát khỏi nơi này như thế nào? Các bạn nhớ đón xem Tuệ Nhi Anime Review ở tập tới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo!